Đèn trang trí sân vườn hình đom đóm sử dụng năng lượng mặt trời với thiết kế đẹp mắt và sáng tạo. Đèn trang trí hình đom đóm mang đến không gian sân vườn của bạn một vẻ đẹp thần tiên và mờ ảo. Khi bật đèn vào ban đêm, những ánh sáng nhỏ trong hình dạng đom đóm sẽ tạo ra một hiệu ứng lấp lánh và thú vị, tạo nên một không gian rực rỡ và phá cách. Tấm pin năng lượng mặt trời tích hợp tự động sạc vào ban ngày từ ánh sáng mặt trời và khi bóng tối buông xuống, đèn sẽ tự động kích hoạt. Bạn không cần lo lắng về việc thay đổi pin hoặc sử dụng dây điện phức tạp. Đặc biệt, đèn trang trí này được chế tạo chống thấm nước, cho phép bạn sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết mà không phải lo lắng về tác động của mưa hay ẩm ướt. Liên hệ mua hàng, hotline 0935335426.